Hôm nay thầy sẽ giới thiệu chúng ta cái sự tương giao của đường thẳng và đồ thị hàm số bậc 3 y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d trong trường hợp này a khác 0. Thế này chúng ta sẽ xét một cách tổng quan này, xét cái hàm y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d với a khác 0 của đồ thị C và một cái hàm số bậc nhất y bằng kx cộng với n có đồ thị là đường thẳng d. Thế thì bây giờ phương trình hoành độ giao điểm nó chính là gì? Nó chính là phương trình số 1 này. Nói tóm lại là phương trình số 1 thì chúng ta sẽ có thể viết tương đương với phương trình số 1 này. Tương đương với là ax mũ 3 cộng với bx bình rồi cộng với c trừ k cộng với d trừ n bằng 0. Đây là phương trình số 1, vẫn là phương trình số 1 thôi. Được chưa nhỉ? Đó. Thế thì chúng ta từ đây chúng ta sẽ xét cái phương trình số 1 này nó có những cái trường hợp như thế nào. Thì chúng ta nhớ này, với phương trình bậc 3 thì có lúc nào cũng có ít nhất một nghiệm. Bởi vì sao? Bởi vì cái thằng bậc 3 nó ta sẽ với hệ số a là âm hay dương. Nếu a khác 0 này thì chúng ta thấy bao giờ nó chạy từ trừ vô cùng cộng vô cùng. Đấy. Hoặc là cộng vô cùng đến trừ vô cùng thì ít nhất nó gì? Nó sẽ có một nghiệm. Đấy. Và nghiệm ít nhất có một nghiệm đơn. Đấy. Lúc nào cũng có một nghiệm đơn, kiểu gì có ít nhất một nghiệm đơn, có thể là ba nghiệm đơn. Đấy. Chúng ta lưu ý. Thế thì thực chất chúng ta với cái phương trình bậc 3, chúng ta hiểu phương trình bậc 3 này, mở rộng thêm một chút này, phương trình bậc 3 thì nó sẽ có là hoặc là gì, có ít nhất một nghiệm đơn đó, một nghiệm đơn cộng với một nghiệm kép. Đây trường hợp thứ hai. Còn trường hợp thứ ba là gì? Là ba nghiệm đơn. Đó. Thì đấy là phương trình bậc 3, là phương trình bậc 3. Thì nó luôn như vậy. Đấy. Một nghiệm đơn. Đấy. Một nghiệm đơn cộng một nghiệm kép và ba nghiệm đơn. Thì cái thầy sẽ nói qua về cái một nghiệm đơn thì nó có dạng đồ thị có thể. Chúng ta học đồ thị rồi, đúng không? Thì thầy sẽ vẽ phác thôi, vẽ trường hợp A dương thôi. Một trường hợp nó luôn đồng biến, ví dụ nó luôn đồng biến như này. Đó. Đấy, trường hợp này nó có một nghiệm đơn hoặc là nó có cực trị, tức là có cực đại cực tiểu đấy, thì nó sẽ trường hợp cực đại cực tiểu nó cùng về một phía, ví dụ như này. Đó, đây trường hợp là a lớn không nhá, có thể là nó nằm cực đại cực tiểu nó cùng dương hoặc có thể cực đại cực tiểu nó cùng âm, ví dụ này. Đó, thì nó chỉ cắt tại một điểm thôi. Nên trường hợp thứ nhất có ba cái dạng đồ thị liên quan đến cái có môn nghiệm đơn là như vậy. Thì chứ nhỉ? Nói tóm lại đây thầy xét A gì? A dương thôi nhá. Thế còn trong trường hợp A âm thì nó ngược lại thôi. Ngược lại. Thế đấy là trong trường hợp nào có một nghiệm đơn này. Thứ hai là có một nghiệm đơn và một nghiệm kép. Thì một nghiệm đơn, một nghiệm kép ấy, thì bao giờ cũng thế là cái hàm nó bắt buộc nó phải hàm bậc 3 này này. Hàm bậc 3 này. Cái hàm bậc 3 này này. Cái thằng này này. Chắc chắn là nó phải có hai điểm cực trị rồi. Đấy. Và nó sẽ đạt cực trị tại một cái điểm cắt đó. Đấy, có điểm điểm tiếp xúc đấy thì chúng ta nhớ là dạng nó sẽ như này. Cái trường hợp mà một nghiệm đơn và một nghiệm kép đây, một nghiệm đơn. Kép. Thầy vẽ cho trường hợp là a gì? A lớn không nhá, ví dụ đây. Đó. Đây nghiệm đơn đây. Là nghiệm kép đây. Đấy. Nói về số nghiệm ấy, nói về số nghiệm thì nó có ba nghiệm. Nhưng mà số nghiệm phân biệt thì chỉ có hai thôi. Bởi vì số nghiệm thì nó có cả gì? Kể cả nghiệm kép. Nghiệm kép thì nó tính được hai nghiệm, đúng không? Đấy. Thì đây một nghiệm đơn nữa là ba nghiệm. Nói về số nghiệm thì nó là số nghiệm này. Cái bài này này, nói về số nghiệm thì nó là ba. Nhưng số nghiệm phân biệt thì nó chỉ là hai thôi. Ta lưu ý như vậy nha. Số nghiệm phân biệt thì nó chỉ là hai. Do đó là đi thi chúng ta phải lưu ý cái chỗ là gì? Liên quan đến cái câu hỏi của nó là nghiệm phân biệt như nào. Chị nhỉ? Có lưu ý. Ok, thế liên quan chỗ này. Thế còn hoặc là như thế này cũng được. Hoặc là nó tiếp xúc, đây là tiếp xúc trên này. Ví dụ tiếp xúc đây. Đấy, tiếp xúc nhé. Đấy, đây tiếp xúc này. Bị ai quá một chút. Đó. Đây, cũng thế. Thì đây là trường hợp thứ hai. Còn trường hợp mà nó hệ số A âm thì nó ngược lại thôi. Đấy, không có gì ghê gớm cả, nó vẫn vậy thôi. Ok. Đấy, đây, trong trường hợp là có gì? Một nghiệm đơn và một nghiệm kép. Đấy. Nên ba nghiệm đơn thì chắc chắn là gì?
ba nghiệm đơn ấy, thì chắc chắn là nó là dạng là cực đại cực tiểu trái thế dấu đại cực tiểu x đây OI. Ba nghiệm phân biệt nó phải như này đó, thì chúng ta cực đại cực tiểu trái dấu ba nghiệm phân biệt. Thế sau này có những cái bài toán ấy, có những cái bài toán là nó không liên quan đến tương giao đâu, không liên quan đến tương giao, nó liên quan cực trị, nó hỏi cực trị, nhưng mà nó hỏi là tìm m để cái hàm bậc 3 có hai điểm cực trị, à tức là có hai điểm cực trị, cái đồ thị hàm số ấy, có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục x, tức là điểm cực trị của đồ thị hàm số thì nói là đây, à, đúng không? Đấy, của đồ thị hàm số là đây, thì nằm về hai phía của trục x ấy, thì nằm về hai phía như này, thì tức là cái thằng fx này bằng không ấy, có mấy nghiệm? Có ba nghiệm phân biệt, được chưa? Vậy ta đi vào từ cụ thể từng trường hợp một nhá. Vậy trường hợp một này, trường hợp một tức là thực ra ở đây là không phải là các trường hợp mà mình đang xét đây, mà mình đang xét là cái phương trình một đấy, nó có các dạng. Thực ra các dạng này chính xác hơn, dạng một là khi mà cái phương trình một đấy, phương trình một của chúng ta này, phương trình một này hay cái phương trình mà thầy vừa chuyển phía trên này này, đây phương trình này này nha, phương trình này là nó có gì, có nghiệm đẹp. Ở đây có nghiệm đẹp tức là gì, có một cái nghiệm x0 này, nó không phụ thuộc vào tham số, hoặc là cái nghiệm nó ok, tức là đẹp, chúng ta sẽ tách được ra này, tức là có nghiệm đẹp trường hợp một là gì, cái phương trình một, phương trình một có nghiệm đẹp x bằng x0. Rồi thì lúc này một nó sẽ tương đương với, một sẽ tương đương với, ta phân tích thành tích thì ta sẽ có x trừ x0 nhân một cái phương trình, thực ra ở đây chúng ta sẽ là không phải là a lớn x bình nữa, mà khi mà chia nó chỉ là a gì, a nhỏ x bình thôi, nhưng mà thôi chúng ta cứ coi như là a lớn này, a lớn x bình đi cộng b lớn x cộng với c lớn đi bằng không, được chưa nhỉ? Khi phân tích như này thì chúng ta sẽ có như sau, ta phân đưa ra thì chúng ta sẽ có là phương trình này tương đương với này x trừ đi x0 bằng 0 và a x bình cộng với bx cộng c bằng 0. Đây phương trình số 2. Được chưa? Hai phương trình đầu ấy là phương trình này mình có thể x bằng x0 luôn được. À, x bằng x0 luôn, bỏ cái thằng đó. X bằng x0. Nói tóm lại là cái phương trình một này khi mà đã nhẩm được một nghiệm, chúng ta sẽ nhẩm một nghiệm đẹp ấy, thì kiểu gì ấy, chúng ta có ít nhất một nghiệm x bằng x0 rồi. Thực ra những cái bài này nó chính là những bài chứa tham số thôi, chứa tham số. Thế còn nếu không chứa tham số thì mình bấm máy cái ra ngay, chứ cần gì phải đẹp, cần gì phải phân tích, đúng không nhỉ? Đấy. Nhưng mà nếu cái bài mà nó chứa tham số thì chúng ta sẽ như thế nào? Thì ở đây người ta bài toán này thì người ta sẽ chia ra là các cái dạng câu hỏi hay là cái gọi là điều kiện đấy. Thì mình cái điều thứ nhất là hoa thị thứ nhất là điều kiện để gì, để cái C này, cái hàm số C này, đồ đồ thị hàm số C này và D cắt nhau tại ba điểm. Ba điểm, đúng không? Ba điểm phân biệt. Thì lúc này tương đương với việc là một có gì? Có ba nghiệm phân biệt. Đó. Một mà có ba nghiệm phân biệt thì tức là cái thằng hai này sao? Tương đương với phương trình số 2 này này. Có gì? Có hai nghiệm phân biệt. Phân biệt. X khác mấy? X khác x0. Cái khác x0 này thì nó mới thằng này hai nghiệm, nó khác nhau khác x0 thì mới thành ba nghiệm phân biệt được. Đó. Thế thì điều này thì dễ rồi, đúng không? Điều này tương đương với cái gì? Tương đương với cái thằng delta hoặc cái thằng delta phẩy của cái thằng phương trình 2 ấy. Đấy, phương trình 2 là phải làm sao? Phải dương. Delta hoặc delta phẩy của phương trình 2 phải dương. Và chúng ta thay cái thằng x0 vào cái phương trình số 2 này này. Thay thằng x bằng x0 của phương trình số 2 nó phải khác 0, tức là ax0 bình phương cộng với bx0 cộng c nó phải khác 0. Đó. Thì đây chính là cái điều kiện để mà gì?
A và C cách nhau tại 3 điểm phân biệt. Vì như vậy. Thế thì trong trường hợp này mà nó chứa tham số thì chúng ta chỉ giải quyết cái chỗ này là xong thôi, đúng không nhỉ? Ok, đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai. Điều kiện để C và D cắt nhau tại 2 điểm. Hai điểm phân biệt. Được chưa? Thì thực chất ấy là chúng ta thấy là như này, nó là cắt nhau tại 2 điểm phân biệt thì chúng ta phải hiểu về mặt quan niệm đã. Đó, thì chắc chắn 2 điểm này thì sẽ có một điểm nó tiếp xúc, một điểm nó cắt. Vì cái phương trình chúng ta thấy phương trình mà nó có phương trình bậc 3 mà có gì? Có hai nghiệm phân biệt thì trong đó sẽ có một nghiệm đơn và một nghiệm kép, đấy, như thầy vừa nói rồi. Đó, thì sẽ có một thằng là gì? À, là liên quan đến cái tiếp xúc. Thì cái tiếp xúc này có được gọi là cắt hay không thì nó do quan niệm thôi. Nhưng theo thầy ấy, thì tức là gì? Hai thằng này mình cứ hai cái điểm cắt, ví dụ như này. Như này đây. Đây, ví dụ đây. Đó, nó rơi ra sẽ rơi trường hợp này, cái điều kiện này rơi đây. Đây chắc chắn là cắt rồi, còn thằng này là tiếp xúc. Quan niệm chúng ta cứ là tiếp xúc đây được gọi là giao nhau rồi. Người ta giao nhau thực ra chính xác là giao nhau tại gì? 2 điểm. Giao nhau tại 2 điểm phân biệt thì chính xác hơn. Chứ nói từ cắt này thì cũng có thể là một số cái thầy một số có thầy cô nói là nó đây nó có cắt đầu nó tiếp xúc cơ mà, đúng không? Nhưng nói tóm lại là giao nhau tại 2 điểm thì mình cứ xét cái điều kiện giao nhau tại 2 điểm đi. Đó. Thì lúc này thì tương đương với gì? Nó tương đương với cái phương trình 1 này này. Có hai nghiệm phân biệt. Đó. Cái phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt ý, thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp là hoặc vậy tương đương với là gì? Hoặc là phương trình 2 có hai nghiệm nghiệm đơn. Trong đó có một nghiệm x bằng x0. Rồi. Đó là một nhá, hoặc là gì? Hoặc hai có hai nghiệm, à xin lỗi, không phải cũng có hai nghiệm mà hai có gì, có nghiệm kép x khác x không đó, được chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ hiểu như này, thế khi mà hai có hai nghiệm đơn, tức là hai nghiệm phân biệt đó, mà trong đó có một nghiệm x bằng x không thì nó sẽ trùng cái gì, nghiệm x trừ không ở trên này, thì thực chất ấy, cái phương trình 1 này này nó sẽ có nghiệm kép là x bằng x không, hiểu như vậy, nghiệm kép x bằng x0, tức là kép x bằng x0 còn một nghiệm đơn nữa bên ngoài, được chưa? Thế còn nếu trường hợp thứ hai này này, trường hợp thứ hai này thì cái phương trình 2 này này nó sẽ có nghiệm kép, tức là cái nghiệm kép nó sẽ nằm ở phương trình 2 và nghiệm đơn nó nằm ở cái phương trình x bằng x0 này, tức x bằng x0 nó sẽ là nghiệm đơn. Đó, ta lưu như vậy. Thì hai thằng này thì nó sẽ thì kết hợp với nhau thì nó sẽ làm sao? À, nó sẽ chỉ có hai nghiệm phân biệt thôi, mình gọi là nghiệm phân biệt nó chỉ có hai, đúng không? Còn số nghiệm thì nó là 3, thầy vừa nói đấy rồi. Đó. Ok, thì thằng này sẽ tương đương với cái gì? À, tương đương với thằng trên ấy, thằng trên này này. Thằng trên này có hai nghiệm đơn, cho nó miệng một nghiệm gì? X bằng x0 thì tức là thứ nhất là delta của thằng cái phương trình số 2 ấy, delta phẩy của phương trình số 2 là gì? Là lớn hơn 0 để có hai nghiệm gì? À, hai nghiệm phân biệt. Đó. Nhưng mà có một nghiệm x bằng x0 thì tức là thay x0 vào nó phải bằng 0, a x0 bình cộng với b x0 cộng c này nó phải bằng 0. Đấy là trường hợp thứ nhất. Được chưa? Là trường hợp là có hai nghiệm đơn trong đó có một nghiệm trùng với gì? X0. Đó. Tiếp tục trường hợp thứ hai là gì? Là hai có nghiệm kép x khác x0 thì có nghiệm kép là delta làm sao? Bằng delta phẩy là bằng gì? Bằng gì? Bằng 0. Đó. Và nghiệm kép lúc này là nghiệm kép x của nó, x chính là bằng gì? X12 bằng trừ b lớn này trên này 2a trừ b trên 2a nó phải là gì? Nó phải khác x0. Đấy. Đây nghiệm kép khác x0, đây là nghiệm kép. Đây thằng này chính là nghiệm kép đây. Được chưa? Thay vào thì nó phải khác x0 và thằng delta nó phải bằng 0. Ok, delta delta phẩy nó phải bằng 0. Đây là điều kiện hoàn, ok chưa? Rồi. Đó. Tiếp tục. Xong chưa nhỉ? Rồi,
nha. Sang trường hợp thứ ba, đây trường hợp thứ ba, điều kiện thứ ba đấy. À, điều kiện là gì? Để C cắt D tại một điểm điều này tương đương với là một thì có gì, có một nghiệm được chưa, một có nghiệm, một nghiệm được chứ nhỉ, một chỉ có một nghiệm thôi. Thế một có nghiệm, một nghiệm thì khi nào? À, tương đương với hoặc là gì, hai là có nghiệm kép x làm sao, có nghiệm kép x bằng x không đó, thấy chưa nhỉ. Và trường hợp mà chúng ta thấy là x bằng x không này là một này, rồi rồi hai này vô nghiệm. Và chúng ta nếu như thực ra chỗ này vừa rồi thầy đã cũng quên mất một cái trường hợp, đó là y cái thằng y b ấy, thằng này này, cái trường hợp thứ hai này, cái trường hợp điều kiện này, để cắt hai điểm tí nữa thầy sẽ bổ sung thêm nhé. Cái thằng này chúng ta còn 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 xét thiếu mất, bởi vì nếu như thằng a nó chứa tham số, thực ra đây nó nói là a các không rồi, nên với a các không rồi thì nó chắc chắn chỉ có thế thôi, bởi vì cái thằng a lớn đây này nó chính là thằng a chúng ta khi chia này đó, vì nó là như này. Nhưng mà nói tóm lại là nếu như thằng a nó chứa tham số thì nó lại còn còn điều kiện liên quan đến thằng này suy biến thành bậc nhất cơ. Rồi thế nếu như mà trong trường hợp này a nó chứa tham số nhá, thì hai này này còn có gì, d có nghiệm kép x bằng x không này, hai này à có một nghiệm x bằng x không đó, có một nghiệm này tức là chúng ta thấy là hai là suy biến về gì, về bậc một, bậc nhất đấy, lưu ý như vậy thì chưa nhỉ. Trong trường hợp là nó cái thằng a nó chứa tham số thì mới suy biến nhé, còn nếu như không chứa tham số thì cái thằng này là bỏ đi luôn, được chưa nhỉ, lưu ý như vậy nha. Rồi chúng ta sẽ có này, trường hợp này hai có nghiệm kép x bằng x không thì nó chính là giống trường hợp trên này thôi, nhưng mà nó bỏ cái thằng này khác đi thì nó bằng, thì chúng ta sẽ thấy là gì, là cái thằng nghiệm kép là delta hoặc là delta phẩy của nó là bằng không, và nghiệm kép là trừ b trên gì, trên 2a này này nó phải bằng x không đó, là một này. Hai vô nghiệm thì delta hoặc là delta phẩy làm sao nhỏ hơn không, rồi có một nghiệm x bằng x không thì chúng ta đây trường hợp là suy biến tức là a bằng không rồi, và khi a bằng không ấy, khi a bằng không thì nghiệm của nó x bằng trừ b trên gì, à trừ c trên b, x bằng trừ c trên b này này thì phải bằng x không đó, chúng ta như vậy. Ở đây thì thầy sẽ bổ sung cho chúng ta thêm cái trường hợp ở phía chưa trên này này, trên này là nếu như mà trường hợp mà gì, nếu a đây, nếu a chứa tham số thì ta còn xét trường hợp là gì, thằng này suy biến nữa, suy biến tức là còn trường hợp nó có gì, có một nghiệm khác hay không nữa. À, suy biến thành một nghiệm mà đấy, thì ta sẽ có là cái thằng hai này này có một nghiệm x khác hay không, vậy thì một nghiệm x khác hay không thì cái trường hợp này thầy chỉ viết mỗi trường hợp này thôi, thứ nhất là a nó phải bằng không đúng chưa, cái nghiệm của nó trừ b trừ c trên b này này đấy, thì bằng gì, khác gì, khác hay không đó. Chúng ta lưu ý trong trường hợp của nó chứa tham số, hiểu thêm cái trường hợp này cho thầy được chưa nhỉ, bổ sung thêm ở phía trên chúng thầy nhá đó, thì trường hợp này là chúng ta lưu ý. Thế tóm lại là chúng ta đa phần ấy thì chúng ta sẽ có cái nghiệm đẹp đa phần thôi nhưng không phải tất cả, là lưu ý vậy được chưa nhỉ. Rồi thế dưới này ok chưa, tiếp tục ta sang cái trường hợp số 2. Trường hợp 2, trường hai này là cái phương trình một thì không thể nhẩm được nghiệm đẹp, tức nói chung là một không nhẩm được nghiệm đẹp, nghiệm đẹp chưa, một không nhẩm được nghiệm đẹp này, nhưng tuy nhiên người ta gọi là gì, nhưng có thể
cô lập được tham số đó, tức là về một vế có dạng là có dạng fx bằng hm đó. Tóm lại về dạng như này, đây này, fx bằng gm thì fx bằng hm, hm hay gm thì cứ gm thì cho giống trên kia đúng không, đó gm. Đây, tóm lại một vế liên quan x còn vế còn lại hoàn toàn là gì, là m. Thế lúc này chúng ta sẽ sao, bài này nếu như cô lập như này, cô lập được tham số thì chúng ta thấy rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ khảo sát từ đây, chúng ta sẽ gì, bài toán này rất dễ thôi, ta khảo sát cái hàm số y bằng fx và từ đó ta sẽ biện luận theo gì, theo cái bảng biến thiên, hoặc là đồ thị của cái thằng nào, của cái thằng fx đó, được chưa, bảng biến thiên hoặc đồ thị fx là xong. Thì ví dụ như là chúng ta nhìn cái bảng biến thiên đây, cái hàm này nó cắt như thế nào đúng không, cắt tại mấy điểm thì nó sẽ có mấy nghiệm thôi, chúng ta lưu ý để tí chúng ta sẽ có ví dụ cụ thể để cho nhập đó. Cái dạng thứ hai thì có thể là rất là dễ, nhưng tuy nhiên dễ thì đối với những cái hàm mà fx này này, chúng ta có thể khảo sát, chúng ta có thể lập bảng biến thiên dễ dàng. Còn những cái bài mà chúng ta khảo sát lập bảng biến thiên nó khó thì chúng ta thấy rằng là cái dạng số 2 khá là vất vả để chơi nhỉ. Đó. Thì đấy cái trường hợp thứ hai. Thì thông thường ấy, ngày xưa là chúng ta thi tự luận ấy thì đến 90% là cái bài toán dạng trường hợp 1. Đó, tầm khoảng độ gần 10% còn lại là trường hợp 2. Thế còn lại thì rất ít, nó rơi vào trường hợp số 3. Đây là trường hợp số 3 của ta đây. Đó. Trường hợp số 3 là chúng ta thấy là gì? Không gì, đây có trường hợp 2 thôi. Trường hợp 3 này. Trường hợp 3 là trường hợp làm sao? Là không nhẩm được nghiệm này. Không nhẩm được nghiệm. Được nghiệm. Rồi không cô lập được M. Đó, không cô lập được tham số. Được chưa? Nói tóm lại là cái trường hợp 1, trường hợp 2 là gì? Vô nghĩa. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng gì? Sử dụng đồ thị. Đồ thị của cái hàm bậc 3 để biện luận. Chưa? Trường hợp này là trường hợp khó nhất và cũng có những cái bài toán mà dùng cái này nó rất là phức tạp đó. Thế tuy nhiên thì thầy cũng nói qua là ở đây khi mà cái phương trình này này, phương trình một này, chúng ta sẽ cái phương trình một đây, vậy thì chúng ta phương trình một này, một đấy lúc này nó sẽ tương đương với gì, tương đương như thầy nói là a x mũ 3 cộng với bx bình, rồi cộng với c trừ k rồi cộng với d trừ n bằng 0. Thì lúc này ấy, ta sẽ xét cái hàm số fx bằng ax mũ 3 cộng với bx bình cộng với c trừ kx cộng với d trừ n đó. Thì lúc này chúng ta sẽ phải biện luận là gì, biện luận số nghiệm hay số gọi là, người ta gọi là số nghiệm của cái phương trình sao này này, của sao chính là biện luận số giao điểm đồ thị hàm số y bằng fx, đây y bằng fx đây, với trục nào, với trục ox bằng không, mà với trục ox. Thế thì chúng ta sẽ biện luận như sau, ta sẽ biện luận như sau,
Thứ nhất là chúng ta đây là biện luận là fx đây, chúng ta coi như là fx cắt này, fx cắt ox tại 3 điểm phân biệt khi nào khi cái hàm số đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị trái dấu. À đây đúng là điểm cực trị trái dấu thì chúng ta không đúng lắm, và điểm cực trị đây, điểm là điểm nên nói đầy đủ và hoành độ tung độ đấy, thì điểm cực trị là nằm về hai phía, hai phía của OX đó. Đó chính là cái trường hợp này đây, mình lấy trường hợp A dương thôi nhá, nó như này đó, được chưa? Đây nó rơi nằm về hai phía đây, căn 1 2 3 đây thằng fx của chúng ta. Thế là này xảy ra khi nào, khi tương đương với là cái gì đây, điều kiện của nó thứ nhất là gì, f phải bằng 0 là có hai nghiệm phân biệt rồi, f cực đại nhân với f cực tiểu làm sao nhỏ hơn 0 đấy. Chúng ta điều kiện này tức là chúng ta phải tìm thứ nhất là điều kiện là cái thằng f phải x này bằng 0 ấy là có hai nghiệm phân biệt đúng không, và nó gì à cái thằng sau đó khi tính được rồi, chúng ta tính f cực đại f cực tiểu và nhân với nhau cho nhỏ hơn 0 là ok. Tuy nhiên cái dạng này khi mà tính f cực đại cực tiểu theo tham số khá là vất vả đúng nhỉ, nó khá là lằng nhằng. Đấy. Thế đây là trường hợp mà cắt tại 3 điểm này. Tiếp tục này, trường hợp thứ hai này, fx cắt ox tại hai điểm, phân biệt đó. Thế thì chúng ta sẽ rơi vào trường hợp này. Đây, thì vẽ trường hợp nó một thằng. Đây, sẽ rơi trường hợp này. Đây, thầy muốn vẽ cho trường hợp A dương nhá, hệ số A dương. Âm thì tương tự thôi. Đây, một trường hợp thôi. Đúng không? Đó. Thấy chưa nhỉ? Đấy. Đây là trường hợp này. Hoặc là trường hợp dưới này cũng được này. Ví dụ như này. Cũng được. Đó. Được chưa? Thế thì chúng ta thấy nào. Ok, thì đến đây thì điều kiện nó xảy ra như nào? Tương đương với này là chúng ta f phải x bằng 0 cũng có gì? Có hai nghiệm phân biệt, được chưa? F bằng 0 có hai nghiệm phân biệt để nó có hai điểm cực trị. Và f cực đại nhân với f cực tiểu là phải bằng 0. Một trong hai cái giá trị cực đại cực tiểu này này. Nó gì? Nó phải bằng 0. Đương nhiên là không đồng thời xảy ra bằng 0 được rồi. Vậy đồng thời xảy ra bằng 0 thì cũng được, đúng không? Đấy. Thì vì nó đã có điều kiện trên này có cực đại cực tiểu rồi thì kiểu gì hai thằng, một trong hai thằng này nó sẽ hoặc là f cực đại bằng 0 hoặc f cực tiểu bằng 0, được chưa nhỉ? Nói tóm lại như vậy thì kết hợp thằng trên là ok. Được chưa? Thì f cực đại nhân f cực tiểu sẽ bằng gì? Bằng 0. Đấy là cắt ox tại hai điểm. Đấy. Và trường hợp thứ ba là fx cắt ox tại một điểm. Đây, thầy vẽ trường hợp này. Trường hợp này. Ở đây thì nó sẽ có hai dạng đồ thị. Đây, một thằng vẫn vẽ gì? Nó luôn A dương đúng không? Thằng này. Thì đây luôn đồng biến. Đấy. Và một cái thằng mà nó cũng gì? Nó cũng có cực đại cực tiểu. Nhưng cực đại cực tiểu nó cùng dấu. Ví dụ đây. Đấy. Hai cực đại cực tiểu nó cùng phía. To ox đấy. Hoặc là như này đúng không? Đó, cắt đây. Ok chưa? Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xét cái trường hợp này thôi. Thì chúng ta sẽ có hai này, hai trường hợp xảy ra này. Thứ nhất là f phải x bằng 0 vô nghiệm. Vô nghiệm thì thằng này luôn gì? Tức là fx luôn gì? Luôn đồng biến hoặc là nghịch biến, hay là fx đơn điệu đấy, đơn điệu tức là nó chỉ gì,
đơn đơn là nó chỉ có một chiều thôi, đơn điệu tức là một chiều tăng hoặc một chiều giảm, tức là nó luôn tăng hoặc luôn gì, luôn giảm hay luôn đồng biến luôn nghịch biến ấy. Đấy, đơn điệu được chưa? Rồi, hoặc là trường thứ hai là f phải x bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Rồi, có hai nghiệm phân biệt ấy thì lúc này chúng ta thấy là gì? À, chúng ta thấy là thằng hai thằng này phải cùng gì? Cùng phía so trục x thì f cực đại nhân với f cực tiểu nó phải lớn hơn 0. Đó, nên ta giải quyết mấy cái yếu tố này là ok. Nói tóm lại là nếu thi trắc nghiệm thì cái dạng mà chúng ta cái dạng này này, cái dạng trường hợp 3 này nó ít gặp. Nói tóm lại ít gặp. Đó. Ok, chúng ta đấy chú ý như vậy để chứ nhờ. Ok, ta ví dụ này, các ví dụ nha. Ví dụ 1 đi, ví dụ 1 thì đơn giản quá rồi, nhưng làm cho nó vui thôi, đúng không? Ví dụ 1 nha. Tìm giao điểm của đồ thị hàm số, cái này thì dễ quá. À, y bằng x mũ 3 trừ đi 3x bình cộng với 2x cộng 1 và y bằng 1. À, tuy nhiên nói dễ thôi nhưng trong cái phần thi trắc nghiệm của tốt nghiệp trung học phổ thông là nó có một câu mang tính chất như kiểu là thông hiểu về nhận biết với thông hiểu đó ở mức độ đấy, đúng không? Thì ở đây chúng ta phương trình hoành độ giao điểm thôi, đó phương trình hoành độ giao điểm. Dễ cũng phải làm từ đơn giản đúng không? X mũ 3 trừ đi 3x bình cộng 2x cộng 1 bằng 1. Cái này tương đương với là gì? X mũ 3 trừ đi 3x bình cộng 2x bằng 0. Thực ra là nhiều bạn bấm máy đấy đúng không? Bấm máy ra ngay x ra ngoài cho x bình trừ đi 3x cộng 2 bằng 0. Còn đây chúng ta có thể là không cần phải bấm máy. Trong x bằng 0 là 1, a cộng b cộng c bằng 0, một nghiệm 1, x bằng 1. X bằng gì? Bằng 2. Bạn ta thấy là thay cái gì vào đây nó giao với thằng gì? Thằng y bằng 1 này thì chắc chắn nằm trên đường thẳng y. Vậy thì chúng ta các gì? À, giao điểm, tìm giao điểm mà. Các giao điểm là 0 1 phải cái 1 1 phải cái 2 1. Đó, ok. Đấy, chúng ta có 3 giao điểm. Vậy chúng ta có 3 giao điểm. Rất đơn giản, được chưa? Ở đây ví dụ 1. Ví dụ 1 thì không có gì phải bàn. Ví dụ 2. Cho hàm số y bằng mx mũ 3 trừ đi 3 trừ đi x bình trừ đi 2x cộng 8m có đồ thị C. Tìm m để cắt trục hoành, đây cắt trục hoành đây cho bằng 0 đấy, đúng không? Y bằng này. Mx mũ 3 trừ đi x bình phương trừ đi 2x cộng với 8m. Ok. Đấy. Thằng này là chúng ta thấy rằng là nó cắt trục hoành, tức là sao? Chúng ta sẽ có phương trình hoành độ giao điểm, phương trình hoành độ giao điểm là gì đây? Mx mũ 3 trừ đi x bình phương trừ đi 2x cộng 8m là bằng 0. Thấy nhỉ? Đến đây là chúng ta làm thế nào? Chúng ta sẽ nhẩm một nghiệm, xem mình có thể nhẩm được một nghiệm không phụ thuộc vào m hay không. Đó, có khá là nhiều cách, đến đây khá nhiều cách để nhẩm. Nhưng với thầy thì thầy sẽ nhìn nhanh này. Chúng ta thấy này, nếu như bình thường chúng ta sẽ có là gì? À, không phụ thuộc m, tức là ta sẽ nhóm cái thằng m ra ngoài này. Đây chúng ta nhìn nhóm m này. Đó, nhóm m ra. M ra ngoài trong còn x mũ 3 cộng 8. Muốn nó không phụ thuộc vào m thì cái thằng hệ số này phải bằng 0. Đúng không? Vì không nhân với cái gì đó với m này nên nó vẫn bằng 0. Vậy thì thực ra ta nhìn ngay x là bằng mấy? Thằng này bằng 0 này, thằng này bằng 0 này. Thì x bằng trừ mấy? Trừ 2. Nói tóm lại ta xem x bằng trừ 2 phải là nghiệm không? Thì đương nhiên x bằng trừ 2 cái chỗ m là hết rồi. Thế thay cái trừ 2 vào đây xem có ok không? Thì thay trừ 2 vào đây thì đúng rồi, chỗ này bằng 0, được chưa? Vậy nói tóm lại là có một nghiệm x bằng trừ gì? Trừ 2. Thế đi, có nghiệm x bằng trừ 2 rồi thì tức là ta sẽ tương đương với x cộng mấy? Cộng 2. Rồi, thế nhân cái cụm đằng sau này làm nào? À, có rất nhiều cách nhân chia, chúng ta sẽ thấy là chúng ta chia đa thức giống như lớp 8 học này.
hoặc chia hốc le này. Ok, với thầy thì chia kiểu này. Đấy, thằng này. Chia thằng này. Thằng này chia thằng này là mx mũ 3. Mx mũ 3. Chia chỗ x thì còn mx bình. Đó. Rồi nhân ngược trở lại. Trên trừ dưới thì chúng ta nhân ngược trở lại nhé. Nhân ngược trở lại thì ta có 2 mx bình. Được chưa? Mà trên là trừ đi gì? Trừ x bình. Trên trừ dưới. Thì trên trừ dưới thành trừ 1 trừ đi 2 mx bình. Đó. Thì lúc này ta sẽ lấy cái hệ số này, nó chính là hệ số của x. Vậy chúng ta sẽ có trừ ra ngoài luôn. Trừ thằng này ngoặc này đây nhá. 1 cộng với 2m. Tự do chia tự do được tự do, chúng ta sẽ cộng với thằng 8. 8m chia cho cộng 2 thì chúng ta sẽ còn 4m. Đó. Đấy, bằng 0. Đấy là cách chia. Đấy, cách chia là nhanh như vậy. Còn không thì các bạn có thể dùng hốc le chia bình thường hoặc là chia đa thức làm để tìm được cái biểu thức này là được. Đó, chúng ta cái kiểu chia thế này. Nhờ cái thầy nói vui đây là chặn đầu, chặn cuối. Đó, chặn đầu, chặn cuối thôi. Đó, là chúng ta ok. Nhưng nhớ, cái dạng này chúng ta chỉ có chia được khi chia cái kiểu đó được. Khi cái hệ số của cái biểu thức đầu tiên x này nó bằng 1 nha, thì chúng ta mới chia thế được nhá. Nếu biểu thức hệ số này nó khác 1 mà chia thế là bị sai đấy, chúng ta bị sai. Thầy bản thân thầy đã chia sai một lần rồi. Đó. À, chia sai một lần. Thì bây giờ chúng ta chú ý là cái thằng này hệ số nó bằng 1 thì nó mới chia thế. Đó chưa? Ngay bản thân chúng ta chia hốc le cũng thế thì cái hệ số của nó bằng 1 hay chúng ta lấy nghiệm thì mới được. Rồi. Ok, đến đây đơn giản rồi nha. Vậy thì chúng ta sẽ tương đương với chia rồi. Còn làm nào chia như này thì khi mà ta viết tự luận thì mọi người các thầy cô chắc chẳng hỏi tại sao đâu. Ở đây sẽ x bằng trừ 2. M x bình trừ đi 1 cộng với 2m x cộng với 4m. Đó. Bằng gì? Bằng 0. Thực ra nếu để đảm bảo chắc chắn ấy đi thi chúng ta cảm thấy là không yên tâm ấy thì mình sẽ cho, ví dụ mình cho m bằng 1 nha. Mình cho m bằng 1 vào đây. Mình sẽ bấm máy cái phương trình đằng sau này nó bằng bao nhiêu và sau mình thay vào đây mình bấm máy xem nghiệm ok không nhá. Ví dụ này mình cảm thấy không yên tâm chẳng hạn, mình chia thế mình không yên tâm, ví dụ thầy không yên tâm thầy lấy này máy tính này. Ok. Đó. Thế là máy tính nha, thứ nhất là thầy cho nó bằng 1 đây này. Bằng 1 đấy thì bấm phương trình bậc 3 trước này. Đó. 9 này, 2 3 đây không yên tâm nhá. 1 bằng này trừ gì? Trừ 1 bằng này trừ 2 bằng này 8 bằng. Rồi, vô nghiệm trừ 2 chắc chắn rồi, ok đúng rồi nha. Đấy, cái thằng này nó vô nghiệm. Vô nghiệm. Thế bây giờ ví dụ như là nếu cho m 1 và thằng này cũng vô nghiệm nó ok là xong. Xem đúng không nhá. Xem có thằng nào mà nó có nghiệm không nhỉ? Xem là 1 nó vẫn. Tí nữa chắc chúng ta sẽ tìm điều kiện tất cả đó. Thế tiếp tục là vô nghiệm này, ví dụ 1922 đi. 1 đây là x bình này, là 1 này. Bằng này, thằng này 1 là trừ 3 này. Bằng này, thằng này 1 là 4. Bằng, vừa rồi nó bằng. Có đúng không nhỉ? Đó, hình như cũng đúng sao? Vừa rồi chúng ta thấy có nghiệm bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 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 cái gì nó không đúng như này. Đúng không nhỉ? 1,5 hình như không phải. Hai nghiệm nó phải giống nhau cơ. Thì nhẽ sai à? Sao nhỉ? Một nhá. Thằng kia xem nào. Lại cái 1 trừ 3 4 đúng không? Lại đúng nhá, cũng chia sai thì nguy hiểm lắm. Nó phải giống nhau cơ, hai cái nghiệm. Nghiệm à, nghiệm vô nghiệm nó phải giống nhau thì nó mới chuẩn. Còn nó khác nhau tức là biểu thức của ta không đúng. Đúng không? Đúng hay sai? Chuẩn không? Thế thì bấm sai đâu ạ? À? Ok, thì đúng rồi chưa? Coi như xem này. Thôi rồi. Bấm đúng rồi nha. Tức là nói tóm lại là khi mà cái nghiệm, nghiệm vô nghiệm, cái nghiệm ảo đằng sau của cái phương trình bậc 3 ấy. Đây vừa rồi mình xem lại này. Thì kiểm tra lại đúng. 3 cộng với căn 7 y trên 2 là tức là 1,5 đấy. Căn 7 đây nó xấp xỉ là
là 1,3 bao nhiêu đó, đúng không? 1,5 cộng 1,3 bao nhiêu thì mình tí nữa mình bấm ví dụ bấm phương trình bậc 3 đây, 9 2 3 bấm lại nhá. Nguy hiểm quá, vừa rồi quên thông tin ạ. Không cái gì gì đấy. Đây, thì chúng ta ví dụ đây mình bấm một này, bấm bấm lại một bằng này, trừ một bằng này, xem có đúng không? Chắc là đúng rồi, bạn bấm đúng rồi là đúng rồi. Tin tưởng bạn thôi. Đúng, tin tưởng bạn đi. Đây. Đúng rồi, chuẩn rồi, xong mình vừa rồi nhìn cái gì đó. 1,3 bao nhiêu chuẩn đấy? Thằng này 1,5 này. Đó, chuẩn rồi, thì đúng rồi, ok. Đấy. Đấy, khi mà mình bấm thì mình thử một giá trị thấy hai kinh nghiệm nó hoàn toàn giống nhau là ok rồi, là xong rồi. Rồi ok nhá. Thế thì chúng ta đến đây nó hỏi là gì? Để tìm m để thằng CM cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt ấy, thì chúng ta đây là số 2 đi. 2 đi. Đúng không? Đây số 1 đi. Đấy. Để CM cắt đuôi tại 2 điểm à 3 điểm phân biệt. Thì mình nói luôn phương trình 2 này này, có gì? Hai nghiệm phân biệt x khác mấy? X khác trừ 2. Rồi thì thôi, xong rồi. Thì tương đương thôi. Tương đương này, thứ nhất muốn nó có hai nghiệm phân biệt ấy thì cái thằng này phương trình 2 nó phải là phương trình gì? Bậc 2. Phương trình bậc 2 thì m nó phải khác không đã. Xong, m phải khác không. Hai delta. Delta chắc chắn delta rồi, delta bằng 1 cộng với 2m bình phương trừ đi 4ac tức là 4m nhân với 4m tức là 4m tất cả bình hay 16m luôn nhỉ? 16m bình luôn. Ta phải lớn hơn không? Được chưa? Và thay cái thằng số 2 vào trừ 2 vào đây. M nhân với trừ 2 bình phương trừ đi trừ 2 thì cộng luôn nhá. Cộng với 1 cộng với 2m nhân với 2 này này. Cộng với 4m này này là phải khác không? Đó. Rồi ok, giải cái thằng này là xong thôi, đúng không? Mà khác không? Rồi. Thằng này chúng ta sẽ có thằng này bao nhiêu đây? 4m bình, 4m bình mà trừ đi 4m bình mà trừ đi thực ra cái thằng này phân tích hằng thức được mà, đúng không? A trừ B A cộng B nhỉ? Đúng không nhỉ? Được đấy. Được thôi, phân tích luôn hằng thức thì tí nữa chúng ta đỡ phải nhân chia ra. Này 1 cộng trước đi. Thành 1 cộng với 2m này. Thằng này là 4m đúng không? Thì liên quan là trừ đi 4m này. Và 1 cộng với 2m này. Cộng với 4m. Đó. Lớn hơn không? Đấy. Thế còn thằng này là bao nhiêu đây? Thằng này là... Đây là 4m này. 8m này. 12m này. 12m. Thằng này là 2 21 là 2 cộng với 2. Các không? Rồi. Ok, giải thằng này. Tương đương với m khác không này. Nó luôn thằng này m khác 1 trừ 1 phần 6 này. Rồi thằng này ta sẽ là cái gì đây? Mình sẽ cho là 1 trừ đi 2m này nhân với 1 cộng với 6m này lớn hơn 0 này. Ok. Tương đương với m khác 0 này. M khác trừ 1/6 này. Đây trong khoảng hai nghiệm đúng không? AC trái dấu đây đúng không nhỉ? À quên nhầm. Hệ số A trái dấu với B đang là hệ số A âm đúng không? Thì trong khoảng hai nghiệm tức là m lớn hơn m hơn một nghiệm là trừ một phần sáu, một nghiệm là 1/2 đó. Vậy kết hợp m khác không thằng này chắc chắn cũng thỏa mãn rồi. Ở đây chúng ta sẽ có là m khác không trừ 1/6 nhỏ hơn m hơn 1/2. Ok đấy. Đấy, tóm lại kết luận vậy gì vậy với m thuộc đâu từ trừ 1/6 cho đến 1/2 khoảng đấy đúng, trừ đi phần tử gì phần tử không đó thì chấm 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 đúng không thì CM cắt OX tại
3 điểm phân biệt. Rồi đến đây thì chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta sẽ thử thôi. Cũng lại thử, đúng không? Ví dụ đi thi hay chúng ta thi tự luận này là như thế nào đó thì chúng ta lại dùng Casio chúng ta thử này. Bây giờ trừ 1 phần 6 thì khoảng bao nhiêu? Trừ 1 phần 2 là 0,5. Thế bây giờ mình cứ lấy là m, giả sử mình lấy, mình thử lại nhá. Thử lại này. Thử lại này. Mình lấy m bằng bao nhiêu? 1 phần 4. Đúng không? M 1 phần 4 này, thay vào cái phương trình này, bấm máy. Xem có bao nhiêu phân biệt không nhá. Nhớ đâu tính sai sao? Đúng không? Ví dụ đây. Ở đây này, đó, ok, phương trình bằng 3 rồi nhá. M 1 phần 4 thì thay m 1 phần 4 tức là 0,25 đúng không? 1/4 là 0,25 này. Thằng này vẫn thế này, thằng này không có gì thay đổi này. Thằng này 8 thì chắc chắn là 1/4 là còn 2 thôi. Xem có 3 nghiệm không? Một nghiệm này, hai nghiệm này. Ok, đẹp quá, 1 2 3, 3 nghiệm. Chuẩn nhá. Vậy thì nói tóm lại chuẩn nhá. Thế bây giờ mình ví dụ mình lấy tại 1/2 thì chẳng hạn 1/2 chắc chắn là sẽ có nghiệm kép vì đây là chắc chắn là tại bằng 0. Giả sử mình lấy 1/2 đi xem có đúng nghiệm kép không nhá. Chắc chắn là nó sẽ có một nghiệm đơn, một nghiệm kép. Tức là nó chỉ có hai nghiệm thôi. Ta thử xem nhá. Đây. C này. Nếu 1/2 nó là 0,5 bằng 0,5. Rồi. Vẫn vậy này, vẫn vậy này. Thằng này là 4 đúng không? 1/2 8 chia 2 là 4. À. Đấy, một nghiệm này. Đó, nghiệm x2 này hết này. Đó, một nghiệm bằng -2, một nghiệm bằng 2 này. Hết. Đó, ok. Đấy. Nó sẽ kép tới đâu? Kép tại thằng 2 này, được chưa? Đó, chính xác rồi nhá. Nếu chắc chắn là ok rồi, như thế là chuẩn rồi, không còn gì phải bàn nữa. Chưa? Còn nếu thích thì mình cho thằng m bằng 1 xem. Vừa rồi thay m bằng 1 cái vô nghiệm chỉ có một nghiệm mà đúng là gì nữa, vừa rồi có bấm m bằng 1 rồi, đúng không nhỉ? Ok, đấy, đã lưu ý như vậy. Rồi, đấy là ví dụ số 2, khá là đơn giản, đúng không? Tiếp tục ví dụ số 3 xem sao. À, cắt tại 3 điểm phân biệt chắc vậy thôi, đúng không nhỉ? Ví dụ 3 này. 3. Cho hàm số này tìm m để đường thẳng cắt tại 3 điểm phân biệt cũng vậy thôi, ta phương trình hoành độ giao điểm luôn nhá. Phương trình hoành độ giao điểm. Ok. Thì ta sẽ có 2x mũ 3 trừ đi 3mx bình cộng với m trừ 1x cộng 1 và bằng trừ x cộng với 1. Nói tóm lại là chúng ta thấy 1 1 hết này, chúng ta chuyển vế sang, đúng không? Trừ x cũng hết này. Đấy, chúng ta 1 1 hết này, trừ x đây, chúng nhân tung đây có trừ x này. Thì nói tóm lại chỗ này bài này rất là dễ, là 2x mũ 3 trừ đi 3mx bình cộng với mx bằng 0. Ô giời. Cái này thì đương nhiên là chúng ta có x ra ngoài rồi, không cần phải nhẩm, đúng không? 2x bình trừ đi 3mx cộng với m đó bằng 0. Quá là đơn giản, bài này thì dễ quá. X bằng 0, 2x bình trừ đi 3mx cộng m bằng 0. Nó hỏi có 3 điểm phân biệt thì thôi mình cứ làm nhanh nhá, không phải trình bày nhiều, lên số 2 đi. Đó. Thì phương trình 2 đấy, phương trình 2 điều kiện đấy thì suy ra là cái phương trình số 2 này này có gì, có hai nghiệm phân biệt x khác mấy, x khác không, vậy thằng này tương đương với đương nhiên là hệ số a là khác không rồi thì chỉ cần delta thôi, delta bằng bao nhiêu, b bình là 9m bình trừ đi 4ac tức là trừ đi 8m là phải lớn hơn không, và thay x bằng 0 vào đây, 2 nhân 0 bình trừ đi 3m nhân với 0 cộng với m nó phải khác không. Nói tóm lại là m sẽ khác không đúng không? Thế là m sẽ khác không. Đằng trên này là ngoài khoảng hai nghiệm đây, đúng không? M lớn hơn m nhỏ hơn. M lớn hơn mấy? Lớn nghiệm lớn, lớn nghiệm lớn là 8 phần 9. Và nhỏ nghiệm nhỏ là nhỏ hơn 0. Đấy. Và nhỏ hơn 0 thì chắc chắn khác không rồi. Vậy thì sao? Vậy m thuộc từ đâu? Từ trừ vô cùng cho đến 0 hợp với 8 phần 9 cho đến cộng vô cùng. Ok, xong. Đấy, rất là đơn giản, đúng không?
Thế tôi ta sang ví dụ thứ tư, ví dụ 4. Thì M để đồ thị cắt trục hoành tại một điểm duy nhất. Đó. Đây, y bằng x mũ 3 cộng với m x cộng 2. Đó, cắt OX tại một điểm. Rồi. Thế bây giờ như thế nào đây? Trước tiên là phương trình hoành độ giao điểm đúng không? Phương trình hoành độ giao điểm. Đó, x mũ 3 cộng với mx cộng 2 cắt trục hoành là bằng 0. Đấy. Cái này chỉ có mấy thứ, có một nghiệm thôi. Đó, có một nghiệm. Thế bây giờ chúng ta thấy này. Cái thằng này thì có nhẩm được một nghiệm không phụ thuộc m không? Chắc chẳng bao giờ có rồi. Đúng không? Muốn không phụ thuộc m thì x bằng 0, mà x bằng 0 thì bên này nó bằng 2 cơ. Thì chắc chắn là gì rồi? Chắc chắn là không có. Do đó thì trước tiên ý, ở bài này chắc chắn là rút được m ra, tức là rút được tham số ra ngoài đúng không? Thì ta sẽ có như sau này. Thứ nhất là với hay là xét x bằng 0 thì ta sẽ có là phương trình sẽ trở thành 2 bằng 0. Thằng này đương nhiên là gì? Là vô nghiệm rồi, đúng không? Suy ra x bằng 0. Không là nghiệm. Thế bây giờ mình xét gì? X khác 0. Thì lúc này phương trình tương đương với khi khác 0 thì ta chia cả hai vế cho số. Khác 0 thì ok đúng không? Thì ta sẽ có m bằng chuyển vế sang là trừ x mũ 3 trừ 2 chia cho x. Rồi. Hay chúng ta có thể là bằng trừ x bình trừ 2 chia cho x. Đó. Tách ra như vậy cũng được. Thế bây giờ mình mới xét cái thằng nào? Thằng fx. Thế mình cô lập rồi mà đúng không? Fx. À, viết thế này không đúng lắm đâu nhỉ? Viết này nó không, phương trình thì không thể có ba dấu bằng được, tương đương rồi đi. M đi. Đấy. Đấy, viết lại. Vậy. Cho nó chuẩn chỉ, không là thành sai mất đấy. Rồi, xét fx bằng gì? Trừ x bình trừ 2 trên x. Được chưa? Với làm sao? X khác 0, đương nhiên rồi. Thế bây giờ ta khảo sát thằng này thôi. À, nếu trắc nghiệm ta dùng máy tính Casio ta khảo sát thì cũng khá là nhanh. Còn nếu như tự luận thì ta khảo sát luôn. Thứ nhất là ta có f phẩy x. Đạo hàm này khá là dễ. Thằng này gì? Trừ 2x. Ta đạo hàm thằng này. Trừ trừ ta thành gì? À, chúng ta 1 trên x phẩy thì bằng trừ 1 trên x bình. Do trừ thành cộng 2 trên x bình. Và ta chuyển vế sang quy đồng lên thì chúng ta sẽ có dấu trừ 2 ra ngoài này trong còn x mũ 3 này trừ 1 trên x bình. Đúng không nhỉ? Thế là chuẩn chưa? Mình chỉ cộng. Rồi ok rồi. Cho thằng này bằng 0. Đương nhiên là x bằng mấy? Bằng 1 rồi. Rồi thì bây giờ ta gì? Dễ dàng rồi, đúng không? Tao lập bảng biến thiên. Đó. Bảng biến thiên thôi. Bảng biến thiên thì ta có x này, f phẩy x này, fx này. Chứ vô cùng này, có một giá trị đó là 0 này, 1 này, cộng vô cùng. 0 là gì? 0 nó là không xác định. Là hai gạch. Được chưa? Còn tại thằng 1 thì thằng f phẩy nó bằng 0 này. Cái xét dấu thôi. Đúng không? Xét dấu thì chúng ta thấy như nào? Thay một cái giá trị bất kỳ vào đây thôi. Chúng ta xét dấu rất là dễ thôi. Thực chất ta chỉ xét dấu trên tử thôi. Đúng không? Xét dấu trên tử. Nếu như mà x mà lớn hơn 1 thì x mũ 3 trừ 1 nó sẽ dương. Dương nhưng đây có dấu âm thì nó sẽ âm. Đây âm này. Thì dương này. Và đây cũng sẽ là dương luôn. Hàm số sẽ đi lên này. Đó. Thằng này sẽ đi lên. Đi xuống. Ok chưa? Thế thì chúng ta nhìn vào thằng này thì chúng ta ok hàm này là bình phương này chỗ này này thì chúng ta thấy ngay này. Chúng ta nhìn xem việc xét dấu của chúng ta có đúng không này. Chúng ta có thể nhìn vào đây khi x tiến tới cộng trừ vô cùng ấy, thì cái hệ số của thằng x bình này nó âm thì chắc chắn là âm vô cùng. Còn cái chỗ này nó sẽ bằng không rồi, đúng chưa?
thì sẽ âm vô cùng, tất cả cộng trừ vô cùng nó đều âm vô cùng thì chúng ta sẽ dấu đã đúng này, thằng này là âm vô cùng này, đấy nhìn chưa, thằng này là âm vô cùng này đó. Mà nếu giả sử ta xét sai nó từ trên xuống dưới chẳng hạn thì chỗ này âm vô cùng nó lại dương vô cùng, nó không phù hợp với cái dấu này, không phù hợp với dấu này, được chưa, ta phải chú ý một chút. Thì đương nhiên tại không thì chỗ này nó là cộng vô cùng này, chỗ này là gì, trừ vô cùng này, thay một, thay một vào thôi, thay một vào đây, thay một vào đây thì nó thành bao nhiêu, trừ mấy, trừ một, trừ hai, nó trừ ba đúng không, chỗ này là trừ ba. Ok, nhìn cái đồ thị này thì chúng ta nhìn cái bảng biện thiên này thì chúng ta không nhìn thấy dạng đâu, nhưng đúng ra vẽ ta sẽ vẽ như thế này, chúng ta nhìn vẽ phát qua đồ thị nha, chúng ta hiểu phát qua đồ thị này nó sẽ như này, thầy vẽ phát thôi đó, x này, o này, y này, được chưa. Chúng ta nhìn này, chúng ta thấy hai cái gạch gạch này thì chúng ta tưởng tượng rằng đây chính là cái thằng OI này, chính là tiệm cận đứng, tiệm cận đứng của nó thì mới gạch gạch này đúng không, thì chúng ta thấy trừ vô cùng cộng vô cùng mình phát đây, thì trừ vô cùng nó bám sát đây đó, đây là trừ vô cùng, đúng ra vẽ đồ thị nó xuống đây trừ vô cùng đây, đây sẽ là cộng vô cùng này, được chưa. Còn tại thằng một này chúng ta nhìn này, một đây x bằng một đây, y trừ ba, một hai ba phát đây đó, được chưa, thì đây nó bám vào đây, nó bám đây, đây kệ nó đi đầu kệ nó đấy, đây là chữ bàn đó, ta nhìn dạng đồ thị chưa. Thế thì cái vế bên này, cái vế bên này là m đúng không, m y bằng m là một đường thẳng song song với trục x, thì chưa, y bằng m là đường thẳng song song trục x, ví dụ như là y bằng 3 thì nó đây, nó đây là 3 này, ví dụ đây là 3, đây là y bằng 3 đúng không. Thế còn y bằng m đây, đây là y bằng m, cái m nó chạy này, m chạy dọc đây, thế thì m nó nằm ở đâu để nó có mấy nghiệm phân biệt, à nó chỉ có duy nhất đâu, đây nó hỏi duy nhất một nghiệm, thế duy nhất một 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 nghiệm ấy thì chúng ta thấy là m sẽ nằm ở chỗ này thôi, từ mấy, từ trừ ba đổ lên đúng không, đúng không, thì nó chỉ cắt tại đây một thôi, một thôi, một thôi đúng nhỉ, một thôi. Thế còn nếu bằng 3, bằng trừ 3, nó m bằng trừ 3 này này, thì nó sẽ là gì? Cắt tại hai điểm. Điểm bên này là tiếp xúc này, điểm bên điểm cắt này, bên này nghiệm đơn này, bên này nghiệm kép này. Còn nếu nhỏ hơn gì? M nhỏ hơn trừ 3, đây là trừ 3 nhá. Đó, nhỏ hơn trừ 3 thì cắt tại một điểm này, hai điểm này, ba điểm. Vậy thì chúng ta sẽ có ba nghiệm. Vậy từ bảng biến thiên ta thấy này, từ bảng biến thiên ta thấy để gì? Để cái hàm số đã cho, hàm số đã cho cắt x tại một điểm thì m phải làm sao, m phải lớn hơn trừ 3 đó, chốt lại như vậy, m lớn hơn trừ 3, lưu ý đây m lớn trừ 3 đúng không. Thế bây giờ mình thử xem có đúng không, mình có máy tính mà đúng chưa, thì đơn giản cái rất dễ là m bằng 0, cho m bằng 0 thì x mũ 3 cộng với 2 bằng 0 thì x sẽ bằng trừ căn bậc 3 của gì? Trừ căn bậc 3 của 2 hay là căn bậc 3 của trừ 2 cũng thế đúng không? Đó, ta lưu ý. Đó, lưu ý bấm máy thấy ngay. Thế còn bây giờ mình thử xem cho m bằng trừ 3 xem có phải là hai nghiệm không? Đúng không? Rồi thay cho m nhỏ hơn trừ 3 mình cho trừ 4 đi. Xem có phải ba nghiệm không? Đúng không? Đó, đây ví dụ đây chúng ta có đây. Ví dụ giả sử nhé. Đây 1 này. Một này, đúng không? Đây chắc chắn là không rồi. Ví dụ mình cho m bằng 0 thì nó lộ điếu quá nên nhìn dễ thôi mà, đúng không? Cho bằng 1 đi. Bằng 1 đi. Rồi 2 đi, xem có đúng một nghiệm không. Đấy, một nghiệm bằng trừ 1 nha. Còn nha. Rồi. Đây, đây là gì? Đây là cặp nghiệm phức liên hợp, do đó thằng này sẽ là vô nghiệm này. Đó, được chưa? Nó chỉ có một nghiệm thôi, căn duy nhất thôi. Nhỉ? Nếu ví dụ mình cho trừ 3 đi. Đây trừ 3. Trừ 3 chắc chắn là sẽ chỉ có hai hai nghiệm, trong đó có một nghiệm kép. Đây, một nghiệm x bằng trừ 2. Đó, x bằng trừ 2 và chắc chắn sẽ có một nghiệm kép bằng 1. X bằng 1 đây. Đó, chắc chắn kép tại 1 này. Được chưa? Kép tại 1 thì chúng ta tại đó nó sẽ đạt cực trị tại tại 1 nữa này. Đấy, có một cực cực trị tại 1 này. Cực trị đây chính là điểm cực tiểu. Được chưa? Đó, rất là dễ thôi. Còn nếu không ta bấm tiếp. Đấy. Đây là kiểm tra thôi, còn lần này chắc chắn là ta làm đúng rồi. Ok chưa? Đây là bài số, ví dụ số 4 chúng ta. Được chưa nào? Có hiểu chưa không? Và tiếp tục ta sang cái ví dụ số 5. À, ví dụ số 5. Ví dụ số 5 thì chúng ta nhìn thấy khá là dễ thôi đúng không? Ví dụ 5 này.
là y bằng x mũ 3 trừ đi 3x bình trừ đi 9x cộng với m. Cắt trung hoành tại 3 điểm phân biệt, đúng không? Thằng này cắt UX tại 3 điểm phân biệt. Rồi, tại 3 điểm phân biệt thì thực ra là chúng ta thấy thằng này này chắc chắn là cũng không nhầm được một nghiệm rồi, 100% rồi. Bởi vì nó phải, nếu để mà nhầm một nghiệm không phụ thuộc m, thứ nhất là nó phải có, nếu có một cái tham số m này thì nó chỉ có gắn với x bằng gì, x bằng 0 vào đây và tất cả nó không có tự do thì mới được, giống như cái bài phía trên này này. Bài phía trên này khi mà chúng ta bỏ hết tự do đi thì chúng ta sẽ có thể nhóm nó ra thì đây ok. Đó. Thế còn trong trường hợp này thì chúng ta thấy sẽ nếu muốn không phụ thuộc m thì phải có ít nhất hai cái tham số m nằm ở hai vị trí khác nhau thì ta nhóm ra. Tuy nhiên trong trường hợp này không được. Đó là tóm lại vậy. Thì cái phương trình hoành độ trước tiên là phương trình hoành độ giao điểm đã. Phương trình hoành độ giao điểm là x mũ 3 trừ đi 3x bình trừ 9x cộng m là bằng 0. Và chắc chắn thằng này nhóm được m rồi, ta sẽ nhóm mà. À, chúng ta sẽ và tốt nhất là thằng nào cũng thế thôi, đổi thằng này trừ thằng đây, thằng này dương của nó cũng như nhau cả thì mình cứ m bằng đi trừ x mũ 3 cộng với 3x bình cộng với 9x. Rồi mình xét thằng này cho nó xét gì, xét cái thằng fx bằng trừ x mũ 3 cộng với 3x bình cộng với 9x. Rồi ta tính f phẩy này, nên làm tự luận nhé, f phẩy x này bằng hàm này trừ 3x bình này cộng với 6x cộng 9 này cho này bằng 0 này thì chúng ta sẽ có là a trừ b cộng c bằng 0, một nghiệm trừ 1, một nghiệm trừ c trên a. Nói tóm lại x bằng trừ 1, x bằng 3. Đó. Từ đây thì ta sẽ gì? Ta sẽ lập được cái bảng biến thiên. Đó. Là x này, f phẩy x, fx trừ vô cùng này trừ 1 này 3 cộng vô cùng 0 0 ở trong trái ngoài cùng đúng không, trong khoảng hai nghiệm là trái dấu hệ số A, đây hệ số A là âm, trái là dương, cái này âm âm tức là đi xuống đi lên đi xuống, chắc chắn đây là cộng vô cùng rồi, đây là trừ vô cùng rồi. Tại đây thì bằng bao nhiêu được, bấm máy đúng không? Nhưng thời ra đấy là chúng ta thấy này, à, ta bấm luôn vào ở đây này, chúng ta thấy thấy ngay để kiểm tra luôn máy tính này, bấm ngay cái phương trình bậc ba luôn nhá, đây phương trình bậc ba chúng ta đây, bấm luôn cái phương trình này giúp thầy này, là trừ 1 bằng 3 bằng 9 bằng 0 bằng. Đấy, chúng ta không quan tâm điểm cắt điểm x1, x2, x3 nên quan tâm đến cực đại cực tiểu này. Đó, cực đại này, x cực đại là bằng 3 đúng không? X cực đại bằng 3 này. Thì y cực đại là bằng 27, thằng này là 27. Rồi. Tiếp tục, cực tiểu trừ 1 đúng không? Đấy, x cực tiểu trừ 1 này. Y cực tiểu bằng trừ 5, chỗ này là trừ 5. Đó. Thực ra là sau này chúng ta trắc nghiệm ý. Nha. Chúng ta trắc nghiệm chúng ta không phải làm này đâu, chúng ta với hàm bậc 3 ta bấm luôn và ta vẽ ngay được như này. Đó, vẽ luôn được chứ không cần phải làm mấy cái trên làm gì cho nó mệt cả. Đó, mà thậm chí là các cao thủ Casio là người ta chỉ gì? Chỉ nhìn mỗi x cực đại y cực tiểu và y cực đại thôi là chúng ta sẽ nó cho chạy từ gì cực tiểu cực đại là sẽ có 3 điểm. Đó, thế là xong. Đó. Các cao thủ nó thế đấy. Còn chúng ta cứ từ từ thôi, đúng không nhỉ? Thế đây. Đến đây thì chúng ta thấy là hàm số đây fx đây bằng m thì muốn cắt tại 3 điểm thì nó phải từ đâu? Ở đây chúng ta nếu như vẽ tường minh nó ra kiểu dạng người ta dễ nhìn đấy. Thì đây đi xuống thì xuống đến trừ trừ 5 rồi lên đến 27 xong đi xuống đây. Đúng không? Đây là trừ 5 này, đây 27 này. Thì m nó phải nằm ở giữa khoảng này. M đây thì nó cắt tại 1 2 3. Vậy các cao thủ về về Casio người ta chỉ tìm mỗi thằng này với thằng này thôi, đó, kết luận luôn, đúng không? Vậy từ bảng biến thiên từ đấy suy ra luôn là gì? Trừ 5 nhỏ hơn m, nhỏ hơn 2, 27. Và chốt luôn, chốt đáp án luôn.
Đấy. Trắc nghiệm nếu gặp dạng này thì nói tóm lại là trắc nghiệm mà dạng câu này hỏi ví dụ như là có bao nhiêu, giả sử nó hỏi là có bao nhiêu số nguyên của m để cho cái thằng này hàm số này cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt, thì thực ra là với các cao thủ Casio người ta chỉ làm trong vòng độ khoảng chắc là 30 giây, chứ chưa đến 30 giây, bấm nhanh chỉ đến 30 giây. Thì từ đây lên ta đếm thôi có bao nhiêu giá trị nguyên thôi, đúng không? Đó, ta tính cả giá trị nguyên thì cứ cho giỏi 1 phút, 1 phút là xong, dạng này. Bấm máy cái ra luôn mà. Đó, không phải khảo sát làm gì, không phải tính y phải làm gì ở máy tính Casio, cái này nó ra ngay được cái cực đại cực tiểu nha. Rất là dễ. Ok, đấy là cái bài ví dụ số 5. Thế chúng ta đi vào cái ví dụ số 6. Ví dụ 6. Gọi D là đường thẳng đi qua A có tọa độ trừ 1, 0. Với hệ số góc K, K thuộc R. Nói tóm lại là trước tiên ta sẽ viết phương trình thôi. Phương trình đường thẳng D. Phương trình D. Dạng Y bằng K nhân với x trừ x0, x trừ x0 tức x cộng 1 cộng x0 tức là cộng 0, đây là dạng rồi đó, đây là dạng toán của nó này. Đấy, dạng toán nha, chúng ta chú ý này, đường thẳng này đi qua này, đường thẳng đi qua m có tọa độ x0 y0 và có hệ số góc, hệ số góc k là có dạng là y bằng k nhân với x trừ x0 cộng y0. Đây chính là hình bóng của phương trình tiếp tuyến đấy. Như phương trình tiếp tuyến ấy thì cái chỗ k này nó là f phẩy tại x0 đó, nhưng mà đây là k là hệ số góc là của một đường thẳng bất kỳ đó đi qua điểm x chữ x0 đấy. Thì đây nói tóm lại như này, rất dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Rồi ok, để có đường thẳng d rồi đấy. Thì cộng 0 thì thôi mình bỏ luôn đi cho đỡ vướng đúng không nhỉ. Đây bỏ luôn nhé, bỏ luôn nhìn cho đỡ dối, rồi bỏ luôn. Thế thì lúc này phương trình hoành độ giao điểm này, phương trình hoành độ giao điểm, phương trình hoành độ giao điểm cho hai thằng bằng nhau thôi, đó là x mũ 3 trừ đi 3x bình cộng với 4 thì bằng k nhân với x cộng 1 đó. Nói tóm lại như vậy. Và thực ra thì chúng ta không cần phải nhân tung ra, bởi vì chúng ta sẽ xem nếu như giả sử có một nghiệm không phụ thuộc vào k thì tức chắc chắn là x bằng trừ 1. Nói tóm lại là bấm máy thằng này bên này xem có một nghiệm x bằng trừ 1 hay không. Và khả năng cao nó sẽ có nghiệm x bằng trừ 1 mà thôi. Đây chúng ta sẽ mạnh dạn bấm xem sao. Mình có máy tính mà, đúng không? Đây mình có máy tính, đây bằng 1 đây. 1 đây là 1 này. Rồi, thằng này trừ 3 này. Chắc chắn là có nghiệm rồi, nhưng mà mình bấm thôi để xem nhá. Chắc chắn thôi chứ còn mình tin là có. Đó, một nghiệm trừ 1, không phải bàn thêm này. Xem một nghiệm nữa này, 2 này. Đấy, một nghiệm một và một nghiệm hai, vậy thì chúng ta thấy là nó chỉ có hai nghiệm thôi thì chắc chắn sẽ có một thằng là gì, nghiệm kép đây đúng không, xem kép đâu thôi đấy nha. Chúng ta nhìn này đó, kép đâu thì chúng ta chỉ nhìn cái chỗ cực đại cực tiểu này thôi này, đó có một nghiệm bằng hai chắc chắn kép tại hai đấy, có một nghiệm bằng gì đây là chúng ta này, một nghiệm bằng hai này đấy, một nghiệm bằng trừ một. Vậy nói tóm lại là chúng ta sẽ như nào, x cộng một bên này tương đương x cộng một bên này. Ta chia đây, chia ra thức thôi. Chia này đây là x bình này, đúng không? Đã chia giống vừa rồi thôi, thằng này nhân thằng này là còn gì? Là cộng x bình. Đấy trừ 3x bình mà trừ đi trừ trừ đi x bình thì thành trừ 4x bình, thì gọi trừ 4 thôi, chúng ta lấy trừ 4 hệ số ấy mà. Tự do chia tự do được tự do cộng với 4. Đó. Thì đây có phải hằng thức không? Bằng k nhân x cộng 1. Đó. Ok. Thế nên chúng ta chuyển vế đổi dấu nhóm ra thì x cộng 1 ra ngoài. Trong thằng này nếu như thích thì nó là x gì? Thôi chắc là không cần. Thì nó chắc phải làm mấy thứ nữa thì tôi cứ để tính sẽ sau nhá. X bình trừ đi 4x cộng với 4 trừ k là bằng 0. Rồi, quá là ok. Đúng không? Và tương đương với là gì? X bằng trừ 1. Trừ 1 chính là điểm A của chúng ta đấy. Đúng không? Và x bình trừ 4x cộng 4 trừ k bằng 0. Rồi. Thế thì nó nói tìm k là cắt tại 3 điểm phân biệt A, B, C. Tham gia A, B, C. Thì đương nhiên là đây số 2 đi. Thì số 1 cũng được. Để gì? D cắt C. D cắt C.
tại 3 điểm phân biệt A, B, C thì phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt khác trừ 1 đấy. Thế thực chất ấy, cái phương trình 1 ấy là chúng ta sẽ thấy là gì? Thay vào đấy thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Thôi tương đương luôn được, chả cần. Tương đương với thằng delta phẩy bằng bao nhiêu? Bằng 4 này. Đúng không? 4 trừ đi AC tức là trừ 4 cộng K là phải lớn hơn 0. Và cái thằng thay thay cái thằng trừ 1 vào đây là chúng ta sẽ có trừ 1 bình phương cộng với 4 cộng với 4 rồi trừ K là khác 0, hay nói khác là K nó lớn hơn 0 là 1, K khác 9 là 2. Đúng không? Đó, nói tóm lại là điều kiện của K này lớn lớn hơn 0 và khác 9. Đấy. Thì sẽ có 3 điểm ABC. Và khi đó ấy, khi đó thì A là có tọa độ gì? Trừ 1, 0 rồi. B có tọa độ x1, y1, được chưa? C có tọa độ x2, y2. Thì suy ra x1 và x2 là nghiệm của thằng nào? Là nghiệm của cái thằng số 1 đấy. Đúng không? Và theo VS thì ta sẽ có cái gì? Theo VS thì chúng ta sẽ có x1 cộng x2 bằng gì? Bằng x1 cộng x2 bằng trừ b trên a tức là bằng 4. X1 nhân x2 thì bằng c trên a tức là 4 trừ k. Được chưa? Đấy, theo VS thì như vậy. Ok. Đấy, theo VS ta có như vậy nha. Rồi, thì bây giờ y1 và y2 sẽ làm thế nào đây? Y1, y2 đâu? Đây, y1, y2. Y1, y2 chúng ta thay vào cái biểu thức của cái thằng này này. Đó. Y1, y2 nhé. Y1 bằng gì? Và từ đấy suy ra y1 ấy thì bằng k nhân với x1 cộng 1 và y2 sẽ bằng k nhân với x2 cộng 1. Đó. Thay vào cái đường thẳng ấy, đừng thay vào cái đường cong thì mỏi lắm. Và ta tính độ dài AB trước này, AB à, xin lỗi, BC trước. Độ dài BC. Suy ra tiếp là BC độ dài thì bằng căn bậc 2 này của x1 chữ x2 được, hoặc x2 chữ 1 được, tất cả bình phương cộng với y2 chữ y1 tất cả bình phương. Đúng không? X1 x2 ngay đằng như nhau. Thôi từ đây để thì 1 chữ 2 đi cho đồng đều. Đúng không? Đấy. Chúng ta đang 1 chữ 2 mà, 1 chữ 2, 2 chữ 1 như nhau mà. Bằng này. Căn bậc 2 của x1 chữ x2 tất cả bình thì rõ rồi. Thằng y1, y2 thì chúng ta thấy trừ đi, ví dụ thằng này nhân tung ra là kx1 cộng k, kx2 cộng k thì trừ cho nhau thì k k hết, chỉ còn k thôi, cộng với k bình nhân với x1 chữ x2 tất cả bình. Hay nói tóm lại bằng gì? Căn bậc 2 của 1 cộng với k bình nhân với x1 trừ x2 tất cả bình. Đó. Được chưa? Mà x1 chữ x2 tất cả bình ấy thì chúng ta sẽ quy vào tổng một tích nha. Tổng một tích x1 và x2 này thì chúng ta phải hằng đẳng thức trước bằng tiếp này, lại tiếp tục bằng này. Căn bậc 2 của 1 cộng với k bình phương nhân với là gì? Hằng thức này là x1 bình cộng x2 bình trừ đi 2x1 x2. x1 x2. Được chưa? Rồi chúng ta lại là gì? Thêm bớt và đưa về tổng một tích, được chưa? Là phần thằng này vẫn 1 cộng với k tất cả bình thì vẫn giữ nguyên. Thằng này này thì chúng ta sẽ hằng thức là x1 cộng x2 tất cả bình phương thì đương nhiên phải trừ đi mấy lần? Trừ đi 4 lần đúng không? Đây chúng ta x1 cộng x2 tất cả bình phương thì phải trừ đi 4 lần x1 x2. Đó. Nói tóm lại là như thế. Là tiếp tục ta thay vào đây bằng hồi giải phết nhỉ, 1 cộng với k bình phương nhân với này x1 cộng x2 là thằng này bằng mấy? Thằng này nó là bằng 44 16, 16 trừ đi 4 nhân thằng này, nhân đây 44 nhân với 4 16 nữa đúng không, trừ trừ thành cộng
cộng với 4k. Đấy, tóm lại là bằng bao nhiêu đây? Bằng thằng này hết này. Đấy, 4 ra ngoài thì còn 2 này, 2 này. Căn bậc 2 của k nhân với 1 cộng với k bình. Đó, đây là BC. Ok. Tiếp tục này. Bây giờ diện tích tam giác. Bây giờ diện tích tam giác OBC thì bằng 1/2 khoảng cách D từ O đến đường thẳng BC và nhân với cạnh BC. Đó. Thì bây giờ mình phải tính khoảng cách từ O đến BC nữa là xong. Đúng không? Thế thì BC, đường thẳng BC có chính là phải đường thẳng này không? Đường thẳng BC là cái đường thẳng đây, là đường thẳng D này này. Đó. Đường thẳng BC là đường thẳng D nhá. D là đường thẳng BC, có này. D. Đường thẳng BC chính là cũng chính là đường thẳng D. Thẳng D là y bằng k nhân với x cộng 1 đó. Thì mình phải đưa về phương trình tổng quát để mình tính cái công thức tính khoảng cách. Cái nào học lớp 10 rồi đúng không? Chúng ta sẽ có kx này chuyển về sang là trừ y này cộng k này bằng 0 này. Thế bên từ đấy suy ra d từ O đến đường thẳng D. BC đấy đúng không? Bằng này. À, thay 0 vào đây đúng không? 0 0 chỗ nào không trị tuyệt đối của k này. Chia cho căn bậc 2 của gì? Chia căn bậc 2 của a bình cộng b bình tức k bình với gì? Một bình đó. Rồi thay vào đây. Vậy từ đấy suy ra diện tích tam giác OBC bằng 1/2 chỉ đối k, mà k dương nhé, thôi kệ nó đi, chỉ tuyệt đối k chia cho căn của k bình cộng một bình này phết nhờ nhân BC. BC đâu? BC đây, 2 nhân với căn k, 2 nhân với căn của k nhân với 1 cộng với k bình. Đó. Thằng này triệt tiêu hết rồi, nhân căn k, k22 hết. K dương phải nói tóm lại bằng k nhân với trị tuyệt đối của à khen xin lỗi căn k. Đó, k nhân căn k. Và bài toán cho bằng mấy? Trong 1. Vậy nói tóm lại là k bằng mấy? Lũy thừa bằng 3 nên k bằng 3 bằng 1 tương đương với k bằng 1. Đó. Nói tóm lại là k bằng 1. Được chưa? Ôi giời. Đấy, vậy. K1 là thỏa mãn rồi đúng không? Vậy với k bằng 1 thì thỏa mãn yêu cầu bài toán. Ok. Xem đúng không nhỉ? Thì mấy k nó lớn hơn không khác. K điều kiện k lớn không khác 9. Ok, nó bằng 1 thì chắc chắn khác 9 rồi. Đấy. Đấy. Đây là cái ví dụ 6 ông ta. Được chưa nhỉ? Vậy ok, chắc là buổi ngày hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây thôi nha. Chúng ta buổi sau chúng ta tiếp tục xét cái phần tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số trùng phương. Chúng ta sẽ xét sau. Ok.